Chúng tôi đang đi trên đường thì gặp một sự cố bất ngờ các bạn ơi. Ô tô của tôi mất quyền điều khiển. Sao tôi không điều khiển được anh? Không điều khiển được rồi. Thế là sao? Chết rồi. Này nhìn này. Ôi dùng đấy. Phanh không được mà gã không được. Thế này thì giờ làm thế nào? Em sợ lắm. Tại sao xe lại mất được quyền điều khiển là sao ta? Không điều khiển được nữa rồi. Không biết tại sao. Kiểu như là có một thế lực khác điều khiển ô tô đấy. Này xem này Vinh này, từ lái nữa này. Ừ thế à? Này. Ôi chết rồi. Em sợ lắm. Ôi bây giờ làm nào bây giờ? Bây giờ anh em mình không xuống được xe à? Bây giờ nó cứ đi này làm sao dừng lại được? Phanh không phanh được. Ga thì nó tự ga. Chết rồi. Hay là bây giờ đập cửa kính ô tô thoát hiểm? Ừ thế được. Chị sẽ tìm được cái bún thoát hiểm nó có trong đây không? Thì có cái gì đâu Dương. Cái bún thoát hiểm anh nhảy cho mày đấy. Có á. Thì có đâu. Bây giờ điều khiển ô tô thì làm thế nào bây giờ? Vợ con em ở nhà em chưa muốn chết sớm đâu. Không tìm lối ra thì lối ra. Bây giờ làm nào bây giờ? Bây giờ không điều khiển ô tô bây giờ làm nào? Hay để em đấm. Mày thử đấm cửa kính xem vỡ. Đấm đi. Không vỡ được đâu. Lấy mẫu ô tô nó tự ra xuống ao là anh em mình nguyện luôn đấy. Em sợ lắm. Em có thoát mồ hôi này. Bao nhiêu vụ ô tô rơi xuống nước là người bên trong là nguyện hết mà. Mày không biết à? Thì em biết mà. Ủa bây giờ ô tô mất quyền điều khiển thì làm nào? Sao làm nào? Bây giờ nó mà điều khiển đâm xuống ao thì là anh em mình ấy luôn đấy. Ui sao cái ô tô này còn tự xích nhang này? Ôi xích nhang đâu ấy, xích nhang ngồi xuống ao. Ôi chết rồi. Bây giờ làm nào bây giờ? Nhấc ra khỏi chân ga, chân phanh này nó vẫn đi này. Ôi chết rồi. Bây giờ làm nào đây, không có điều khiển được vô lăng luôn. Vinh Vinh đi xuống xem tìm lối thoát. Xem có lối thoát không? Xem có lối ra không? Ui anh ơi. Ui chứ không mở được cửa tôi. Bây giờ làm nào bây giờ? Ui. Tôi làm nào? Bây giờ làm nào bây giờ? Ui trời ơi. Vô lăng cũng cứng đi à này. Ui em sợ lắm. Này nhìn xem vô lăng anh không điều khiển được, nó cứng đi à luôn. Này. Ui dậy xuống. Trời ơi. Ui dưới này em không mở được. Mày thử mở mấy cái cửa bên dưới thì mở được mà. Đây không mở được đây. Không ra được rồi. Trời ơi. Anh Dương ơi xem anh làm nào đi. Anh không biết luôn. Họ gọi là xe lại xem như thế nào. Họ xe thế nào được. Ô kìa. Bị anh không ga không phanh mà nó không phải điều khiển được này. Này đâu có đâu ga đâu. Không bấm ga. Này không bấm ga không rồi mà nó mới đi này. Tất cả các cửa bị khóa ở bên làm nào giờ. À cửa trời xem mở được không. Ui cũng không mở được. Cũng không mở luôn. Này em không muốn chết đâu. Anh cũng thế. Em sợ lắm. Anh cũng sợ nhưng mà chứ đâu phải là anh không sợ đâu. Có hai anh em mình còn con và chỉ là con thơ mà chưa gì đã em sợ ngẻo lắm. Bây giờ anh em mình phải bình tĩnh, không được vội vàng nữa. Bây giờ anh em mình đang hoảng loạn. Bây giờ anh em mình phải bình tĩnh lại. Xe nó vẫn tự điều khiển đi, chứng tỏ là có người điều khiển xe này. Đúng rồi, có ai điều khiển? Ủa nhỉ, vẫn tự đi, không ga mà nó vẫn tự đi. Không ga, không phanh, vẫn tự đi. Phanh không phanh được. Thế á? Ê, anh dí phanh hết đấy, đâu được đâu. Ôi. Nó cứng đi à, dây phanh luôn ấy. Trời ơi. Giờ làm nào bây giờ? Sợ lắm. Họ cũng không gọi được, giờ làm nào? Anh không biết làm nào cả. Vô lặng nó cứ cứng đi à này, thì làm sao ấy được. Mà không biết đâu giờ lúc nào đang đưa anh em đi đâu rồi. Không biết được luôn. Ôi. Xe nó vẫn đang chạy ra, không biết nó đưa chúng tôi đi đâu. Trời ơi. Vô lăng cứng đe, kiểu như có người điều khiển ấy các bạn ạ. Không hiểu tại sao luôn, cứng đe luôn. Bây giờ anh em mình cứ chờ xem là con xe này chở anh em đi đâu. Ok. Quá nguy hiểm luôn, quá sợ luôn. Mất quyền điều khiển. Em cũng sợ này. Tại sao? Anh em mình phải bình tĩnh, không được kiểu như là cuống cuồng lên là nguy hiểm ấy. Tôi mua xe được 1 năm rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp như này. Không biết con xe này đang đưa chúng tôi đi đâu đây. Em còn sợ này. Bây giờ làm nào bây giờ? Anh em phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại thì mới nó có lối thoát ra. Bây giờ nó khóa hết cửa rồi làm gì có lối thoát nữa. Mình phải bình tĩnh để xem phản ứng của anh sợ là nó đâm chúng mình xuống ao hồ sông suối là mình ấy luôn đấy. Là mình ăn run luôn đấy. Bây giờ mà nó cứ là từ từ lại không sợ lắm. Mình cứ bình tĩnh thôi, không thì khi này em cũng sợ, ai cả sợ. Anh em mình sợ lắm, em cũng sợ lắm đi xứng. Bây giờ phải làm thế nào ra? Ui, hacker gọi. Tại sao ông lại gọi tôi? À, hóa ra là ông phải không?
À, chính ông đã điều khiển xe của tôi phải không? Mình đoán ngay mà, lúc đầu anh em tôi đoán ngay là hacker mà. Đấy, em bảo rồi. Biết ngay là hacker mà. Tại sao lại chiếm được quyền điều khiển ô tô là sao ta? Thế nó mới tài chứ. Đi được một lúc lâu rồi mà không biết hacker đưa chúng tôi đi đâu. Chúng tôi vẫn chưa biết là hacker muốn đưa chúng tôi đi đâu. Mà đường này ở đây thẳng vắng này, cũng không lấy lại được quyền điều khiển ô tô, vẫn cứng đi tay lái luôn. Bây giờ anh em mình phải bình tâm suy nghĩ. Mình có thủ oán gì mà hacker đâu mà cho hacker làm xảy làm cái chuyện như này nhỉ? Tại sao hacker điều khiển được xe của mình? Chứng tỏ là hacker sẽ gắn vào một cái gì đó vào xe của mình. Rồi, đúng rồi. Ừ, hay là thế. Tìm Vinh. Vinh tìm. Tìm tất cả trong xe xem có cái gì không, tìm nhanh. Nhanh. Tìm đang ghế sau, hàng ghế sau các thứ đi. Đúng rồi. Chắc chắn là đã gắn cái gì lên xe của tôi thì mới điều khiển xe của tôi được. Tìm đi Vinh nhanh. Đây thì đây. Lật ngoặc ngóc ngách của xe lên xem có cái gì không. Không có gì anh ơi. Tìm đi. Đây anh tìm đây. Thì có gì đâu. Tìm hết cái hốc để đồ chưa? Rồi, không có. Tìm lại đi. Đây. Anh khẳng định luôn là trong xe có cái gì đó. Gì có gì đâu. Trên đây, ui. Ở trên đây không có. Ui, nó đã đưa mình xuống sông rồi. Ui. Tìm đi. Đây gì có đâu. Vinh. Hai cái này. Cái đó là em điều khiển tìm đi. Không phải, chứ gì có cái gì đâu, có cái thôi. Thì... À, con hốc này. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, cái gì đây, ở đâu đây? Rút ra bẻ đi, nhanh. Nhanh, sắp tới. Xong rồi, bẻ đi. Sắp tới. Ôi, nó rồi. Ôi. À. Tí giờ xong luôn. Ôi. Ôi, tôi thoát tim. Hóa ra cái mấy cái thiết bị gắn lên xe là gắn ở trong cái hốc để đồ. À. Ôi. Không ngờ luôn, không ngờ ăn, không ngờ để trong đây luôn. Ôi em sao? Quá nguy hiểm luôn. Ôi, tí phiền xong luôn. May em. Ôi, điều khiển được xe rồi. May em. Xuống xe lại sợ lắm, xuống xe. May em gì? Dích kịp á. Ủa xe tí tập trong sông luôn. Em kiểu đi say xe. Ôi. Một tí nữa là rớt xuống sông rồi. Ôi. Ôi. Sợ luôn. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ như này. Em hốt hoảng luôn. Các bạn không thể hiểu được cái cảm giác sợ hãi của tôi đâu. Xe không còn sự điều khiển. Xe suýt rơi xuống sông. Ôi. Quá kinh khủng luôn này. Ôi. Tí nữa, một tí nữa rơi xuống sông rồi này. Sợ thật đấy. Quá nguy hiểm luôn. Một xíu này thôi. Còn một tí nữa rơi xuống sông rồi. Đâm thẳng xuống đây rồi này. Ôi. Mày cho bạn coi cho bạn xem tổng cảnh này. Ôi. Sợ thế. Thế cái tài gì? Mà sao nó đột nhập vào được ô tô của anh được hả? Anh không hiểu luôn. Thế ở nhà anh nhà mà sao ai biết đấy? Ôi, có một xíu nữa rơi xong rồi này các bạn này. Em sợ quá. Quá nguy hiểm luôn. May là các cụ phù hộ. Không tí nữa thì đâm thẳng xuống sông rồi. Quá nguy hiểm luôn thật. Mà quá nguy hiểm mà, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Sông lại đầy bèo này mà anh em đâm xuống đây khéo chắc không ai biết luôn. Không ai biết luôn. Ô tô chìm mỉm đây chìm không ai biết đây. Luôn. Là anh em mình xuống ăn đất rồi. Quá may mắn luôn. Bây giờ em vẫn hốt hoảng luôn chứ. Em sợ rồi đấy. Hacker chơi oái oăm thật. Chắc là lần sau. Sao lại hacker lại cứ muốn thịt anh em mình nhà nào Vinh nhỉ? Không biết được tại sao. Thế mà vô lý. Mình lấy cái mặt nạ của ông ta mình đã trả lại rồi từ rất lâu rồi. Mà ông ta cứ muốn thịt anh em mình. Tập dục cũng bị phục kích. Tí mẹ thịt. Lần này ô tô thì cũng bị. Tí bị có đâm xuống sông rồi. Tí đâm xuống sông. Thế em tài. Thôi đi về thôi. Quá kinh khủng một ngày, quá đen đủi. Quá kinh khủng, quá sợ hãi luôn. Người thì thấy mặt tôi tái mét không?
Môi tôm bẹt rồi. Tôi cũng sợ luôn đấy. Tôi đưa gắn đầm xuống sông tôi sợ thật tức mắt. Tôi hoảng hốt, tôi cảm giác mà chỉ muốn giật thích cỡ ra. Ui. May quá đấy, anh em mình tìm thấy cái bộ điều khiển sớm ấy. Tôi hoảng. Sợ là chị. Đến bây giờ vẫn còn sợ này. Tí ra cũng xong, ui, nghĩ sợ thật. Về nhà là may rồi. Vẫn còn sống, may quá. Sợ thật. Chắc từ sau anh không dám đi ô tô nữa. Thế nào anh em mình vẫn về được nhà nhỉ? Cảm giác hạnh phúc không? Vinh thấy hạnh phúc không? Sung sướng phải không? Sung sướng. Bây giờ về đến nhà mà kể chuyện cho mọi người nghe, chắc mọi người không tin không? Không tin là ô tô bị mất quyền điều khiển không? Em thế, em nghĩ thế. Chắc không ai tin đâu thật.